Em xin chào các bác ạ, chào mừng các bác quay trở lại với kênh của Lương Âm Thanh. Và ngày hôm nay thì bên em có một cái đơn nâng cấp đầu karaoke đời cũ các bác nhé. Đây là một bác khách ở Quỳnh Lâm, Hòa Bình. Anh Mạnh Ngân, nhà hàng Mạnh Ngân ạ. Bác khách này thì làm ở nhà hàng. Và bác có một cái đầu karaoke đời cũ gửi lên bên em và nhờ nâng cấp lên cái main mới nhất của VKTV. Và hiện tại thì ở trên thị trường ấy, cái đầu mới nhất của VKTV thì nó sẽ là cái đầu K Plus. Nếu mà các bác mua mới thì giá nó đâu đó rơi vào khoảng hơn 10 triệu đồng. Còn nếu mà các bác đang có những cái đầu karaoke cũ như thế này này, cũng của VKTV như này, mà đang là cái đời 3.0 hay là đời SD hay là đầu HD Pro, thì cùng lắm thì nó chỉ có thể là cập nhật được bài hát mới qua ổ cứng. Nhưng nó chỉ giới hạn dung lượng ổ cứng này, và bài hát thì nó có cập nhật về thì nó rất là mất thời gian. Và để mà giải quyết những cái vấn đề đấy thì chúng ta sẽ nâng cấp cái đầu này lên một cái main mới, đó là main K Plus. Nó sẽ là cái main của cái đầu K Plus mà hơn 10 triệu em vừa bảo ấy. Nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng lại, thứ nhất là cái vỏ cũ của cái đầu K Plus cũ các bác này, tận dụng lại cái ổ cứng này. Cái ổ cứng cũng là một cái phần rất là đắt ở trong cái đầu karaoke các bác nhá. Nếu mà ổ 2T nó rơi vào khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi, tùy vào độ mới cũ của ổ, ổ mới hay là ổ thanh lý, giá nó dao động tầm khoảng 2 triệu rưỡi các bác nhá. Thì khi mà các bác nâng cấp đầu cũ thì các bác tận dụng được cái ổ, thì bên em sẽ chạy lại dữ liệu cho cái ổ đấy, có những bài hát mới nhất trên thị trường vào. Và đặc biệt là ở những cái dòng đầu mới K Plus như thế này thì chúng ta có thể là hát online một cách rất là mượt mà các bác ạ. Có nghĩa là chúng ta có thể hát online YouTube không giới hạn bài hát và không quảng cáo. Chất lượng đầu ra, hình ảnh, âm thanh đều là chuẩn chỉnh và có chọn lọc. Ở đây là cái màn hình VKTV đời cũ đấy các bác nhé. Bên em cũng bán thanh lý thêm cho bác khách một cái màn hình này nữa. Và đây sẽ là cái giao diện chính khi mà chúng ta nâng cấp xong lên cái main K Plus. Các bác có thể thấy là màn hình của nó sẽ thông minh hơn rất là nhiều so với cả những cái đầu đời cũ, đúng không ạ? Nó sẽ có những cái phần gợi ý để chúng ta chọn được những bài hát nhạc top trending này, những cái bài non-stop này, Barry by Night, rất là nhiều các chương trình ở đây, top remix này, rap Việt này, rồi rất là nhiều các thể loại bolero, nhạc đỏ. Đấy, nó sẽ phân ra các mục để các bác có thể chọn nhanh những thể loại nhạc trong trường hợp các bác muốn nghe nhạc nhé. Và ở dưới này nó sẽ gợi ý ra những ca sĩ nổi tiếng này, để các bác có thể chọn theo tên ca sĩ ở ngay phía dưới này luôn này. Đấy, và đây sẽ là những bài hát mà có ở trong ổ cứng của các bác. Và nếu những bài nào mà chưa có trong ổ cứng, đúng không ạ, thì nó sẽ có cái hình đám mây như thế này này. Và đặc biệt ở những cái đầu K Plus thì cái tính năng mà nó cập nhật bài hát mới nó rất là nhanh và dễ dàng. Đây các bác nhé. Thiên Lý ơi của Rách, đúng không ạ? Thôi bài khác đi. Nhạc của Rừng, bài của Đen Vâu, đúng không? Thì chúng ta muốn tải về chúng ta chỉ cần nhấn cái đám mây thôi. Đấy, và nó sẽ tự động nó đang nhảy ở đây, là nó đang chạy về, cái mũi tên nó đang nhảy này. Ở trong cái phần bài đã chọn ở đây, thì các bác sang cái mục bài đã chọn ở đây nhá, thì nó sẽ có 3 mục nhỏ là đã chọn này, và đã hát này, và download này. Thì ở cái mục download các bác có thể thấy là đấy, thôi nó vừa tải xong rồi. Em sẽ tải một bài hát khác nhá. Bài em sẽ chọn một cái bài hát khác đi. Đây, ví dụ Hoa Nở Bên Đường của Quang Đăng Trần, đúng không? Em nhấn tải này. Rồi các bác vào mục đã chọn, sang phần download, các bác thấy nó đang tải về không ạ? Cái tốc độ tải của nó rất là nhanh nhá. Và sau khi nó tải xong, nó sẽ lưu trực tiếp vào trong ổ cứng luôn. Cái thao tác của nó cực kỳ nhanh, chúng ta chỉ cần đúng một chạm thôi là chúng ta có thể tải những cái bài hát mới nhất về ổ cứng. Còn nếu mà các bác dùng những dòng đầu HD Plus hay là HD Pro ấy, các bác tải về các bác phải làm những cái thao tác nó rất là lằng nhằng thì nó mới bắt đầu lưu vào ổ cứng. Và chúng ta phải khởi động lại đầu, rồi xong rồi chúng ta phải làm những cái bước khác thì nó mới có trong ổ cứng vĩnh viễn được. Nhưng mà ở trong này chúng ta chỉ cần đúng một nhấn thôi các bác ạ. Một nhấn duy nhất thôi là xong. Đấy, và các bác có thể chọn theo tên bài hát này, chọn theo ca sĩ này. Đấy, và chúng ta có thể là ca sĩ thì chúng ta có thể chọn theo nam ca sĩ, nữ ca sĩ, chọn theo ban nhạc. Và ở phía bên phải thì nó sẽ là cái phần bàn phím để cho chúng ta tìm bài hát nhé các bác nhé. Chọn bài hát nhé. Và các bác có thể qua bài, next bài, tăng giảm âm lượng, tách mở lời ca sĩ ở ngay trên màn hình này. Đúng, đó rất là nhanh đúng không ạ? Rất là tiện lợi. Và ở cái phần đặc biệt ở trên cái đầu K Plus, đó là nó sẽ có thêm cái phần app ở đây. Cái phần app này thì các bác vào cái VKTV Store, các bác có thể tải về những cái ứng dụng để các bác sử dụng nhé. Đây là một cái rất mới ở trên cái dòng đầu cao cấp của K Plus. Các bác có thể tải Netflix về để xem phim này, K Cộng xem bóng đá này, FPT Play để các bác xem phim truyền hình, rồi rất là nhiều các chương trình khác nhau. Rồi VTV Go này, Spotify chuyên nghe nhạc này, trò chơi, một số trò chơi nhẹ nhàng này, như là Pikachu này, đấy, để giải trí đúng không ạ? Đây là những cái ứng dụng mà chúng ta có thể tải về trên cái đầu K Plus nhé. Ví dụ bây giờ em sẽ tải về cái Smart TV này, các bác nhấn cài đặt này. Rồi, đợi thôi, nó sẽ tự động nó cài đặt về. Cài đặt xong là các bác vào, các bác xem truyền hình mặt đất, hoặc là các bác xem phim.
Đó, nhấn install. Đấy, các bác thấy không ạ? Đó, đơn giản đúng không? Và cái đường hình ảnh nó xuất lên TV là đường hình ảnh 1080 các bác nhé. Ở trên màn hình nó hiện ra thì trên TV nó sẽ hiện như vậy nhé. Đó, để các bác có thể thỏa thích không chỉ dừng lại ở việc hát karaoke mà chúng ta còn thể xem phim nghe nhạc nữa. Đây, em thử nhấn mở này. Đấy, chúng ta đã vào cái chương trình FPT Play rồi. Đây, trong này thì nó sẽ có phim ảnh rất là nhiều các cái khác nhau. Có phiên bản mới nhất rồi, chúng ta nhớ cập nhật nữa các bác nhé. Đó, ok. Đấy là em làm ví dụ rồi, các bác muốn chương trình gì thì các bác tải chương trình đấy. Và bây giờ ở trong cái phần app nó đã hiện thêm cái FPT Play ra ngoài rồi này. Rồi, và những cái dòng đầu ca TV này thì các bác có thể chọn bài bằng màn hình cảm ứng, hoặc là chọn bài bằng một cái điều khiển, hoặc là các bác có thể sử dụng một chiếc điện thoại di động và các bác sử dụng cái phần app Connect, các bác thấy không ạ? Ở trên này nó ghi là app Connect này, mã là 2113 này. Thì các bác sử dụng điện thoại, các bác tải ứng dụng của VKTV điều khiển về và các bác kết nối để điều khiển rất là tiện lợi và nhanh gọn. Và những cái dòng đầu VKTV thì từ trước đến nay mà các bác đi hát ở quán karaoke, các bác có thể thấy là gần như hầu hết 90% những cái quán karaoke người ta đều sử dụng những cái hệ thống của VKTV. In sâu trong tâm trí người Việt Nam là cứ đi hát hò là loại liên quan đến VKTV rồi ạ. Bởi vì nó chiếm thị phần rất là lớn ở trên thị trường của Việt Nam, chạy ổn định. Đấy, và nhiều tính năng hay ở những cái dòng đời mới và giá thành của nó cũng rất hợp lý các bác nhé. Nó sẽ rẻ gần một nửa so với việc mà các bác mua những cái đầu VKTV mới. Đấy, khi mà chúng ta có những cái đầu cũ để nâng cấp ấy, nó rẻ gần một nửa luôn các bác nhé. Còn nếu mà các bác không có đầu cũ thì các bác có thể gửi lên cho em kể cả những cái đầu đĩa thôi, chỉ cần những cái đầu đĩa thôi, em bên em vẫn có thể là sử dụng cái vỏ đấy, em lắp thêm một cái ổ cứng rẻ rẻ vào và thay cái main này vào. Cái main này thì cũng chỉ gần một rẻ gần một nửa so với việc các bác mua đầu mới nhá. Đấy, và các bác dùng nguồn ngoài để các bác cắm vào để sử dụng một cách trơn tru và mượt mà là như chúng ta mua đầu mới luôn rồi. Và cái vấn đề nâng cấp này thì bên em thi công rất là nhiều rồi các bác nhá. Các bác có thể thấy ở đây là cái kho main mà bên em đã nâng cấp cho khách hàng này. Đây là những cái main đời cũ các bác đây nhá. Bên em đã tháo ra để nâng cấp lên, ví dụ là lên main Smartcar hoặc là lên main của VKTV Cabalus. Đấy, rất là nhiều các dòng đầu khác nhau từ VKTV 3.0, VKTV HD Pro, HD Plus hoặc là VinaKTV, SapKTV, Agnot, rất là nhiều, BTE nữa. Đấy. Và ở đây là có những cái đầu mà em nâng cấp cho khách hàng. Đây là cái đầu, cũng là một cái đầu VKTV đây ạ. Nhưng mà cái đầu VKTV này thì bác khách này là nâng cấp lên cái main của Smartcar. Đấy, vẫn tận dụng lại ổ cứng cũ, chỉ cần thay cái main thôi là chúng ta đã có một hệ thống hoàn toàn mới rồi, sử dụng trơn tru mượt mà rồi. Và để biết thêm thông tin chi tiết thì các bác hãy liên hệ bên em qua số điện thoại là 0988646683 các bác nhé. Đấy, tiền rẻ gần một nửa so với việc mua đầu mới, nhưng mà chúng ta vẫn được sử dụng những cái tính năng, tất cả những cái tính năng của một cái dòng đầu mới nhất trên thị trường. Đó, quá là ok, được, quá là tiện lợi và tiết kiệm chi phí đúng không ạ?